Rồi tiếp đến thì chúng ta vẫn đang ở cái bài số 3, đề số 4. Đề bài là bài ghép số nguyên tố cho ba số nguyên dương. Và đề bài này giá trị của nguyên dương nó nằm trong đoạn là khoảng tầm 10 mũ 6. Hãy ghép nó thành một cái số nguyên tố nhỏ nhất. Như vậy thì ta có rất nhiều các cái cách ghép. Vậy thì như các bạn đều thấy rằng đây là một cái bài khá hay ghi chép. Ta có input của bài toán là ta thực hiện là nhập ABC. Cái thằng 131 có phải là số nguyên tố không nhỉ? Output của bài toán là ta thu được là đưa ra số nguyên tố nhỏ nhất. Nhỏ nhất ghép được. Cho số nguyên dương ABC bây giờ ghép các số thành một cái số nguyên tố nhỏ nhất. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái số này nó là cái số có nhiều chữ số, nó chứ không chỉ đơn giản là số có một chữ số, hai chữ số hay ba chữ số. Theo phương pháp ghép cổ điển thì ta nên ghép nó dưới dạng sâu thì sẽ thú vị hơn. Chứ chú bảo cái đấy ở ghép ta có A, B, C, A, C, B, B nó không không phải là 100 nhân A cộng 10 nhân B cộng C nữa. Bây giờ số nó là số có hai chữ số 11, 28, 5 và 4, 5, 6, 8. Đấy. Hãy ghép nó thành một số nguyên tố lớn nhất, bé nhất. Và khi đó bài toán ghép số của mình không phải là ghép một số có một chữ số bao kiểu giống như là 100 nhân A cộng 10 nhân B cộng C. Test nó lừa tình đúng không? Và đây trong khi đọc đề ta nhận thấy ABC nó lên tới tận 6 chữ số mà. Rồi, vậy thì với cái bài toán trên ghi thật cẩn thận thì ta có bước 1 của bài toán này, thầy cho mình sẽ thực hiện là nhập ABC. Rồi bước thứ hai ta sẽ thực hiện ghép nó thành các cái số. ABC thì ta ghép thành các số như nào nhỉ? Theo thứ tự nào nhỉ? ABC, ACB, BCA, BAC, CBA, CAB. Rồi như vậy ta có tất cả 6 cách ghép. Như vậy thì với cái 6 cách ghép như thế này, vì ta nhìn thấy các chữ số này nó là số có nhiều chữ số nên ta sẽ ghép theo xu hướng của sâu. Được chưa? Để ghép theo xu hướng của sâu thì ngay từ lúc đọc dữ liệu ta cũng đọc dưới dạng kiểu sâu. Em có một câu hỏi này. Nếu mà cái bài ghép nó bảo hình vuông là hình chữ nhật thì liệu có hai hình chữ nhật một cái dọc là cái đó được tính một cái. 3 nhân 4 và 4 nhân 3 tính một cái. Rồi, như vậy thì về thuật toán. Chú Bảo cất điện thoại nào. Bỏ lại sang bàn bên này đi. Rồi ở thuật toán ở đây thì ta sẽ ghép. Vậy thì để ghép như thế này thì theo xu hướng như trên, các bạn nhận thấy chúng ta nên ghép theo kiểu nào? Kiểu sâu đúng không? Vậy nếu kiểu sâu như vậy thì thầy gắn S ra thì bằng to string. Thằng A. Tương tự như vậy, trong Pascal thì ta sử dụng cái thằng thủ tục str, hàm str. Trong C cộng cộng thì ta sử dụng thằng rồi. Như vậy bây giờ ghép thì ta có R1 thì sẽ bằng gì? Rồi ta có SA cộng với SB chị anh cầm ở trên tầng SC. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ tính được là thằng R2, R3, R4, R5, R6. Đây là theo phương pháp chạy bằng cơm mà ta có thể sửa chạy rất nhanh. Trên thực tế ở cái mục tiêu của bài này thì tác giả cũng muốn kiểm tra xem các bạn có biết cái giải thuật sinh hoán vị hay không. Và khi sinh hoán vị thì ta nhận thấy rằng với ba giai thừa thì nó sẽ có 6 hoán vị đúng không? Ta lần lượt sinh tách các chữ số này đẩy vào một sâu và với mỗi hoán vị ta ghép nó lại thành một số nguyên. Đấy. Vậy thì bây giờ ta bắt đầu ta có ABC là SA, SBC. SA, SC, SB. Kế tiếp là SB. Có thể đi cho nó như vậy.
SC, SA. Rồi kế tiếp nữa, SB, SA, SC. Rồi kế tiếp nữa là SC, SB, SA. Và cuối cùng là SC, SA, SB. Ê, như vậy thì cái việc ghép số là thành công rồi. Và bây giờ ta sẽ quay sang ra là tìm số nguyên tố lớn nhất và bé nhất. Vậy thì bây giờ để tìm kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không, vì đây là một sâu nên ta nhận thấy nếu bạn nào cần thiết thì các bạn thêm vài cái nhánh vào cho nó đẹp, ví dụ như cái thằng r1 sai trừ 1 mà là số chẵn thì nó không phải là số nguyên tố, cũng thêm các nhánh cận vào được, đúng không? Nhưng mà do cái bài này không lặp liên gì thôi thì không cần phải nhấn cận mà ta chạy bằng cơm luôn. Là ta quay trở lại kiểm tra tính nguyên tố của một số. Đặt ra câu hỏi bây giờ là R1, R2, R3 của ta đang là sâu. Nào, R1, R2, R3 của ta đang là sâu, vậy thì làm sao kiểm tra tính nguyên tố được? Chỉ được hai số nhưng mà thế vấn đề này. Sâu á, to chưa sâu được. Tu lờ. Đấy là không được. Không chạy được. Cứ trên giấy cứ lý số lớn không được gì là. Luôn lý số lớn. Xử lý số lớn kia bằng hàm kiểm tra một sâu có là số nguyên tố. À, thế không? Dùng được cái là có người nhân vào từng đám này. Được. Hay cấm đâu. Được. Em tôi lo cái này 3 số, 4, 6 là 4, 4, 5. Rồi vừa rồi bạn có hỏi bảo tại sao trong cái thằng C cộng cộng, cái thằng S2LL không được sử dụng, đúng không? Vậy thì bây giờ ta có ngay cái hàm đổi sâu sang kiểu long long trong C cộng cộng. Phải. Đây, nó sử dụng thằng S2LL đấy. Đây từ từ đây vẫn chạy được mà. Một là dùng sắp quay tất, hai là dùng quét xong tất điểm cũng chạy được. Nó S2LL vẫn chạy được mà. Thầy nhớ là chôn chôn. Được chưa? S2 có nghĩa là string to long long, mỗi thế thôi cho dễ nhớ. Chắc là do bộ dịch hoặc là cấu hình em vào chỗ này này, Ngọc Anh. Vào file này, chọn compiler này. Trong compiler thì mình kéo xuống dưới, mình tích vào cái dòng là C cộng cộng 14 trở lên. Của GNU CC cộng cộng nhé. Nó 14, 17 gì đấy. Bình thường nếu mà để các phiên bản cũ 11 thì như nó không chạy được cái thằng string to long long này. Rồi, vừa rồi đang hướng dẫn các bạn này, ta sẽ thực hiện là nguyên ngon. Ta có string luôn không? Vậy bây giờ thì ta sẽ tương tự như vậy. Thì bây giờ thầy có số thầy có số S1 thì sẽ bằng là S to LL mở ngoặc của thằng R1. Ở đây cái thằng S2LL là viết tắt của cái chữ là string to long long. Đây là hàm đổi sâu thành kiểu long long. Tương tự như vậy thì ta sẽ có thằng R2, R3, R4, R5, R6. Đây là lý do tại sao ta phải đổi nó sang. Bởi vì khi mà ta kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì ta không kiểm tra một sâu được. Thao tác trên sâu để kiểm tra tính nguyên tố sẽ vất vả, bởi vì mình không tận dụng được cái bool nguyên tố, đúng không? Cái hàm nguyên tố. Vậy thì ta convert nó sang. Ngoài ra khi nãy Thiện có đề xuất cái cách đó là cứ for từ đầu đến cuối nhân dồn nó lên. S thì bằng S nhân 10 cộng với AI, đúng không? Nó cũng là một cái cách cho Ngọc Anh vừa bảo đấy. Đây thằng này này, thằng S5 đấy, S6. Rồi tới đây thì ta đã xong rồi. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc là đây là đổi số sang đổi sâu sang số. Đấy, thế là một số các bạn rất cẩn thận là cuối cùng INTS1 thì lại toi, đúng không? Ta phải là long long thằng S1. Đấy, tương tự như vậy cái thằng S2, S3. Và cái bước cuối cùng của chúng ta, ta sẽ thực hiện cái công việc đó là tìm số nguyên tố bé nhất. Vậy thì để tìm được cái số nguyên tố bé nhất thì trước đó ta cần phải tổ chức một cái bool nguyên tố để kiểm tra xem một số có là số nguyên tố hay không.
Vậy thì bắt đầu ta khởi tạo Red bởi một cái giá trị vô cùng lớn. Ta có thể khởi tạo bằng một E9. Cho Pascal thì ta khởi tạo là 2 long in. Rồi, bạn có nhắc nó là một E18 bởi vì nó thuộc kiểu long long. Nào, nó là một E18 khi tìm min nhá, chứ không phải một E9 nhá. Đây là 10 mũ 18. Một E8 nó chính là cái số nguyên là 10 mũ 18. Đây là giá trị lớn nhất. Rồi, ở bước thứ hai thì ta sẽ thực hiện tiếp cái công việc đó là đi tìm, đúng không? Nếu nó nguyên tố. Nếu nguyên tố của cái thằng N1 bằng chu và cái thằng N1 của mình lớn hơn Z thì ta gắn Z bằng thằng N1. Đấy. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ thực hiện là tương tự như vậy, các bạn ta phải để ý rằng cái tính chất của ta đây phải kiểm tra tính nguyên tố của nó. N2 lớn hơn Z. À không phải, xin lỗi, không phải lớn hơn, ta đang đi tìm giá trị nhỏ nhất mà, nó phải bé hơn chứ. Rồi tương tự ta có S3 nhỏ thu Z thì Z bằng S3. Rồi kế tiếp S4. Được chưa Ngọc Anh? Như vậy chắc là nó có cấu hình chỗ nào đấy đúng không? Rồi, như vậy thì ở bước này thì ta đã giải quyết xong được bài toán là đi tìm số nguyên tố bé nhất rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công việc bước 5 là đưa kết quả ra. Ở trong bài này lưu ý chọn kiểu dữ liệu cho các biến, tránh nó bị INT nhé. Đi thi chỉ mong làm bài thật dài về điểm thật cao. Tất nhiên làm dài và làm thông minh. Rồi, xin mời các bạn ghi bài. Ghi thôi. Hả? Chắc không? Rồi, ok. Với ba bộ số, ba bộ năm tính thử tạo nhiều bộ số là cạnh của một tam giác vuông. Nó chỉ là một duy nhất chứ. Là có một tam giác bằng năm. À không, người ta có cho nhân, người ta cho bộ số A, B, C cụ thể. Ở đây, thì về multitest mà. Trong một loạt các cái tam giác đấy thì có bao nhiêu tam giác thỏa mãn? Rồi, như vậy trên đây thì thầy trò mình đang làm bài số 3 của đề số 4 với cái bài toán ghép số là số nguyên tố. Rất hay, từ một bài toán về số học ta chuyển về bài toán xử lý sâu khéo léo kết hợp với hàm nguyên tố. Ở đây ta có tổ chức hàm kiểm bool nguyên tố của một số nguyên dương u. Ở đây số cần kiểm tra là số kiểu long long nhá, lưu ý nhá. Cái hàm nguyên tố của ta đây là kiểu long long nhá. Được chưa? Bảo. Hàm nguyên tố ở đây ta cũng dùng long long u chứ không phải INT u nhá. Bởi vì số ta mang đi kiểm tra tính nguyên tố là số kiểu long long. Rồi các bạn ghi xong chưa? Ngọc Anh. Bài này ok chứ? Bài này ok. Rồi. Rồi. Như vậy thì các bạn đã hoàn toàn có thể làm được cái bài toán trên. Rồi. Chúc các bạn thành công với cái bài toán số ghép số. Các bạn xem video ở trên kênh YouTube của thầy để nhận thêm các bài tập mới nhé. Chúc các bạn thành công.